Thắng đấy hả cháu? Cháu chào cô ạ. Cháu vào trong nhà đi. Dạ, em Tâm có nhà không ạ? Có, nó đang ở trên gác kia kìa. Nó đang rất buồn cháu ạ. Cháu vào đi. Dạ, thế em đã ăn gì chưa ạ? Nó khóc lóc suốt từ tối hôm qua, chả chịu ăn uống gì. Cháu lên ăn ủi em giúp cô. Dạ vâng ạ. Ê ấy này, Dạ. xe máy cứ để đấy cho cô. Dạ vâng, Cháu vào thế đi. cô giúp cháu với nhé. Tâm ơi, Mời vào. tôi đây. Em chào thầy ạ. Nào, nói cho tôi nghe, chuyện du học quan trọng với em như vậy sao? Vâng. Em muốn đi ra nước ngoài để được mở rộng tầm nhìn. Thế thì có gì mà phải canh cú? Thiếu gì cơ hội hả em? Này, ở trường mình đang có một suất học bổng đi Úc đấy. Em cố gắng đạt kết quả cao mà đi. Thật không thầy? Ừ. Này, em ngồi dậy ăn bát cháo đi. Nhịn đói suốt từ ngày hôm qua hả? Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Ừ, tôi có một người bạn làm tổng giám đốc một tập đoàn xây dựng. Đang cần tuyển một thư ký có khả năng tiếng Anh tốt. Em sẽ đi làm thêm chứ? Vâng, thế thì tốt quá. Với lại em cũng muốn có thêm kiến thức từ kinh nghiệm thực tế. Vậy thì đừng buồn nữa. Chán nản thì không làm được việc gì đâu. Đã có mục tiêu à, thì phải quyết tâm đạt tới chứ. Vâng, em biết rồi. Cảm ơn thầy. Em ăn đi. Ôi giời, mỗi mình em ở nhà thôi à? Ôi giời, làm gì mà chăm chú thế? Kia, lờ anh đi đấy à? Em gọi lại cho anh mà không được. À, anh bận mà. Mình chia tay nhau đi. Em nói gì cơ? Có lẽ anh mình nói đúng. Mối quan hệ của chúng ta không thể để ảnh hưởng đến công việc. Em nói cái gì anh chẳng hiểu. Chỉ là em muốn giải tỏa tâm lý thôi. Cả hai chúng ta đều xác định rõ ràng ngay từ đầu mối quan hệ này không nghiêm túc. Ừ, anh chưa bao giờ nói với em như vậy. Em biết. Anh không chỉ có mỗi em. Đó là lý do tại sao anh không muốn em làm ở đây. Anh sợ em trói anh, theo dõi anh, phải không? Anh cứ yên tâm đi. Nghe anh này, đúng là anh có rất nhiều mối quan hệ, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ rằng anh không nghiêm túc với em. Em biết. Em đã nghĩ rất nhiều. Thực ra chúng ta khá hợp nhau. Tại sao chúng ta không chỉ là bạn thân thôi? Em không đùa đâu. Thôi được rồi, nếu em đã muốn vậy, chúng ta sẽ bắt đầu mối quan hệ mới. Anh làm việc đi. Tâm ơi!
Hả? Ui giời, giờ này muốn chơi Rubik được à? À, có chuyện gì đấy? Sao thế? Tao chia tay với Hiệp rồi. Ơ kìa, sao lại thế? Mọi chuyện đang tốt đẹp cơ mà. Bây giờ chuyển sang làm bạn thân. Hấp mà, không yêu được thì làm bạn thân làm cái gì? Thực ra tao đâu có yêu hẳn. Con này lạ nhở? Thế mày không yêu sao mày còn khóc? Tao chỉ buồn tí thôi. Nhưng bây giờ tao hết buồn rồi. Nhìn mày kìa, cứ như phường chèo ấy. Thế ông Thắng của mày đâu? Thầy vừa về, đi dạy rồi. Mà này, tao gọi cho mày, sao mày lại gọi cho thầy? Thì tao bận. Thầy đang nói sắp tới có một chuyến du học ở Úc. Tao thì chẳng thích lắm, nhưng mà cứ giả vờ nhiệt tình để cho thầy yên tâm. Thế mày vẫn buồn vì chuyện thi trượt à? Cảm giác thất bại. Tao thì đã thế này rồi, bây giờ nhìn thấy cái mặt mày nẫu hết cả ruột đây này. Thôi, tao về đây. Ơ kìa, sao về sớm thế? Mày ít ra vẫn còn có thể thắng, chứ còn tao, tao chỉ có mỗi một mình. Đấy, thầy Thắng nó phải của tao. Cái con này. Alo, ông đang đâu đấy? Rảnh không? Sao mà dạo này nhè thế? Có chuyện gì à? Rồng rượu tôi đi, quán bar cũ nhá. Ừ, ngồi nguyên đấy nhá, tôi ra ngay đây. Goodbye. Tôi phải đi có việc rồi. Này, sao mặt trông yếu xìu thế? Từ Bích nói chia tay tôi đến giờ, tôi cứ thấy trống trải thế nào. À, thế là bị Bích đá chứ gì? Thế nguyên nhân tại sao? Sao mà tôi biết được? Không phải chuyện cười đâu. Xin lỗi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông thất bại trong tình trường đấy. Thôi uống đi. Mà ông buồn làm cái gì? Bích vẫn còn làm ở chỗ mình.
Kiều vẫn còn cơ hội, đúng không nào? Ông nói đúng. Có lẽ tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu. Mà sao tôi ngu thế không biết cái gì? Thôi, vui lên. Nào, chúc may mắn. Rót tiếp đi. Ơ, anh Minh, sao lại ở đây? Anh rất hay ra đây. Anh vẫn thường ra đây vào mỗi buổi chiều tối để thư giãn mà. Em vậy. Tâm này, hôm trước anh thấy em ngồi khóc ở đây. Thế còn hôm nay em cũng định khóc đây à? Cái anh này. Hôm đó em... Em đi chưa? À, dạ. Hôm ấy anh vào để ăn cùng em, nhưng thấy thầy giáo của em đấy lại... Thế em yêu anh ta? Dạ. Anh ấy có vẻ là một người tốt. Thế còn anh và người yêu của anh thì sao? Có lẽ sang năm bọn anh sẽ cưới nhau. Anh sẽ bảo em chứ? Ừ, chắc chắn rồi. Hiểu và biết chia tay nhau rồi này. Em biết không? Em nghĩ sao? Em nghĩ là họ sẽ tìm thấy một đường với nhau thôi. Anh cũng nghĩ như vậy. Anh nghĩ là nhiều lúc một người của mình đi lướt qua mình và mình lại không hề ai biết. Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Có một cái nick tên là Ruby, cho nên anh nghĩ đến của Ruby mà vẫn chưa bao giờ xếp được xó mặt cả. Nhiều lúc anh xếp gần xong được một mặt rồi thì lại phải phá ra, tức là sự hỏng bóng không hết. Thế là anh đặt tên công ty của mình là Ruby đúng không? Không, nó chỉ gọi cho anh về hình khối thôi. Anh ơi, tôi muộn rồi, mình về nhá. Ừ, để anh đến về. Em cảm ơn anh ạ. Em cảm ơn. Em chào anh. Chào em. Bye bye. Chúc em ngon.
Mời vào. Dạ. Em chào anh ạ. À. Chào em. Dạ, em là Tâm. Em được thầy Thắng giới thiệu đến đây ạ. À, em ngồi đi. Chờ anh đang dở chút việc. Vâng ạ. À, em đã học ở trường ngoại thương đúng không nhỉ? Dạ vâng ạ. Nhưng mà thời gian của em cũng khá rảnh rỗi. Anh cần một thư ký trực văn phòng, thành thạo tiếng Anh và máy tính. Em làm được chứ? À, vâng ạ. Đây là hồ sơ cá nhân của em, anh có thể xem qua. Tốt. Em có thể làm việc ngay bây giờ được chứ? Dạ, hôm nay nhỉ? Ừ. Có lẽ là em xin phép để ngày mai, vì là chiều nay em có việc bận anh ạ. Vậy thôi, hẹn gặp em vào sáng mai. Bàn làm việc của em ở ngay trước cửa phòng anh. Dạ, vâng, em cảm ơn anh. Có lẽ em xin phép em phải về ạ. Ừ. Chào em. Em cảm ơn anh ạ. Em chào anh. Ừ. Chào em. Dạ. Em chào anh. À, có bạn của anh đến tìm anh. Bạn ấy à? Dạ. Không bạn đâu ạ. Cho em một ly đen đá. Mình có đi ra không nhỉ? Bình tĩnh nào. Mạnh dạn lên. Ra tôi nào. Anh đây rồi. À. Em đến văn phòng tìm anh mà không thấy. À, em tìm anh có việc gì gấp không? Dạ. Chị có uống gì không ạ? Không, chị không uống gì đâu em ạ. Anh đang chờ một người bạn. Bạn em tìm anh. Mà anh đang làm gì đấy? Em nhớ anh em đến không được ạ? Được chứ.
Anh đang làm nốt công việc ở công ty ấy mà. Cho em xem với. Ừ. Cho em xem nào. Cái trang mà anh vừa vẽ. À, đây chứ gì. Có đẹp không? Em thấy thế nào? Anh phải giải thích cho em cái phần anh vừa vẽ. Em chả hiểu gì cả. Chỗ này này. Anh, thế còn phần này anh chưa vẽ xong à? À, chỗ này chứ gì. Đây này, em nhìn xem. Tầng 1 có một khu vui chơi. Thế hả? Có anh chưa là tầng 2 nhỉ? Này, chị Sinh Tươi ơi. Sao mà chị lại chán như con rán thế? À, ừ. Sao chị buồn thế? Em đùa mà chị chẳng cười gì cả. Nam này, chắc chị không dạy em tiếp được rồi. Hả? Tại sao lại thế ạ? Vì sang tuần chị phải đi làm. Nhưng chị dạy em vào buổi tối cơ mà. Thực ra thì em đã học rất tốt rồi mà. Có lẽ không cần chị phải dạy thêm đâu. Nhưng có những chỗ khó như thế này thì em biết hỏi ai? Em có thể điện thoại cho chị hoặc qua mail chat. Thôi được rồi, chị viết nick của chị vào đây vậy. À, thế chị đã nói chuyện với bố mẹ em chưa? Chị chưa, nhưng mà hết buổi học chị sẽ nói. Đây, nick của chị đây. Rubik Boulevard. Hay nhờ chị nhờ. Nào, chúng ta bắt đầu buổi học cuối cùng nhé. Nào Nam, tập trung nào. Vâng. There are some... Ông ơi, cô Tâm cô xin nghỉ đấy ông ạ. Thế à? Cháu ngồi uống nước đã. Mời cháu. Bác cảm ơn cháu. Nhờ có cháu mà thằng Nam nó học khá hẳn lên. Dạ, không có gì đâu bác ạ. Thế cháu vào làm ở đâu đấy? Dạ, sắp tới cháu làm thư ký cho công ty xây dựng Thiên Tinh bác ạ. Thiên Tinh à? À, có phải cậu Phú là giám đốc không? Dạ vâng ạ. Mà sao bác biết anh Phú đấy ạ? Bác biết, vì cậu Phú là đối tác làm ăn với bác. À, con chào bố mẹ. Minh à. Chào con. Em chào anh. Giới thiệu với con, đây là Tâm, gia sư của em Nam đấy. Còn vâng. Đây là Minh, con trai của hai bác. Em dậy xong rồi à? Em cũng vừa dậy xong ạ. Mà thôi muộn rồi, cháu xin phép hai bác cháu phải về ạ. Thế cháu về nhé. Chào cháu. Dạ. Bác cảm ơn nhé. Dạ vâng ạ, cháu chào bác. Đánh đơn ra. Vâng, cháu chào bác ạ. Nhờ cô ấy, mà thằng Nam học khá hẳn lên đấy. Vâng. Em xin phép, em về đây ạ. Anh không nghĩ là giữa hai chúng ta có nhiều sự tình cờ như thế đâu. Dạ, vâng. Có lẽ là ngày mai hẹn gặp em ở quán nhé. Chắc là bắt đầu từ ngày mai em sẽ ít đến quán hơn. Vậy à? Thôi em về đây anh ạ.
Chào anh. Em đi cẩn thận. Vâng. Đây là chỗ ngồi làm việc của em. Dạ vâng ạ. Công việc hàng ngày của em là in ấn tài liệu, gửi email, dịch văn bản. Khi nào sếp yêu cầu thì em đi tiếp khách với sếp. Dạ vâng ạ. Làm ở đây thì công việc nhẹ nhàng thôi. Có điều em đừng quá quan tâm đến công việc của sếp. Nghe đâu biết đó thôi nhá. Đừng có hóng hớt công việc của sếp nghe chưa? Dạ vâng ạ. Em cố gắng làm việc cho tốt. Cơ hội nhiều lắm. Biết đâu em lại được đề bạt làm giám đốc điều hành của chị chứ. Dạ, em không dám nghĩ tới vị trí đó đâu chị ạ. Thôi, em đi pha cà phê cho sếp đi. Dạ vâng. Thế nhá. Vâng. Anh tìm gấp cho em một công ty kiến trúc phải có năng lực thực sự. Vâng, rồi thiết kế cho em nhé. Dự án này đang gấp lắm rồi. Vâng, cảm ơn anh. Chào anh. Dạ, em mời anh dùng cà phê ạ. Ừ, cảm ơn em. Tiếng Anh của em tốt chứ? Dạ, cũng ổn anh ạ. Ừ, vậy thì chuẩn bị đi tiếp khách cùng anh. Dạ, bây giờ ấy ạ? Ừ. Nhưng mà em ăn mặc thế này... Sao? Em thử quay một vòng xem nào. Dạ. Quay một vòng anh xem nào. Tốt rồi. Em ăn mặc đẹp, trông hiện đại và rất lịch sự đi chứ. Chuẩn bị đi cùng anh nhé. Dạ vâng ạ. Xin chào. Hello. Giới thiệu với ông, đây là thư ký của tôi. My name Tom. I'm a secretary of him. Sit down, please. Ngồi đi. Sit down, please. Thật thất lễ, tôi lại đến muộn rồi. I'm so sorry. We are late again. Oh, no problem. I know Vietnamese people already. Ông ấy bảo là không sao. Ông ấy biết người Việt Nam thế nào mà. Thank you. Mời anh. Thank you. So many. Do you love Vietnamese food? Yeah. Đưa cho cô ấy. Thôi. Nào. Đấy. Em này, đây là tháng lương đầu tiên của em. Vâng, cảm ơn anh. Bích này. Dạ. Em xem trên web hoành xem có tin thầu nào không. À, có đây anh ạ. Hả? Em cũng đang định bàn với hai anh. Gì thế em? Đây là một khu chung cư cao cấp dành cho người có thu nhập cao, do tập đoàn xây dựng Inter Construction chủ trì. Họ đang nhận hồ sơ đấu thầu đây anh ạ. À, em tự động yêu cầu xem nào. Vâng ạ. Đây là một khu chung cư dành cho tầng lớp thượng lưu, loại căn hộ 2 tầng, có trang trí nội thất đặc sắc và có bể bơi trong khu chung cư. Được rồi, thế còn ngoại cảnh? Ngoại cảnh à? Đây là một khu chung cư bao gồm cả quy hoạch ạ. Em thử xem danh sách nộp hồ sơ dự thầu thế nào. Danh sách? Đây, anh xem đi. Ây chà, toàn đối thủ đáng gờm. Ừ. Hay là bỏ qua đi. Ừ. Bỏ qua là bỏ qua thế nào?
Đây là cơ hội để mình khuếch trương thương hiệu của Rubik. Mình phải cố gắng thôi, nhá. Nhưng vấn đề là công ty của chúng ta cũng quá mới mẻ, và chắc chắn không có năng lực để dự thầu. Chắc chắn chúng ta phải liên kết với một công ty mạnh hơn thì mới có hy vọng có khả năng trúng thầu được. Và ở trong dự án này, chúng ta sẽ đảm nhận phần thiết kế, còn đơn vị của họ sẽ đảm nhận phần thi công. Nhưng liên kết với công ty nào, và họ có chấp nhận liên kết với chúng ta hay không, và cái cách liên kết như thế nào, đó mới là vấn đề quan trọng. Tôi cũng đang nghĩ. Vấn đề là cái bản thiết kế của ta phải được thực thi thật chuẩn. Dĩ nhiên rồi. Có lẽ là vụ này tôi phải xem xét kỹ lại đã. Nếu có thực hiện thì tôi và ông phải đích thân, không dùng công tác viên. Bích. Dạ. Làm hồ sơ đăng ký dự thầu cho anh nhé. Vâng ạ. Ôi trời ơi, lại bắt đầu những đêm không ngủ. Đầu thì đầy gầu, râu thì không cạo. Wow. Chà chuốt quá, lại giống quỷ sứ đấy. Cứ bẩn bẩn thế này, cho ra dáng đàn ông. Đàn ông làm gì cho người ta ghét cái chứ. Bố có biết cái vụ thầu Inter có chắc chứng không ạ? Bố biết. Sao con? Con đang định kết hợp với một bên xây dựng nào đó, cùng chung tay đấu thầu vụ này, có được không ạ? Quan trọng là phải chọn mặt gửi vàng con ạ. Tìm người cộng tác cho những dự án làm ăn lớn không dễ dàng đâu. Cứ để bố xem thế nào đã. Thôi thôi thôi, hai bố con ăn đi chứ. Đây là bàn ăn chứ có phải bàn làm việc đâu. Hai bố con tôi xin lỗi. Thôi nào các con, ăn đi không có mẹ mắng cho bây giờ. Con mời bố mẹ ăn cơm, em mời mình ăn cơm ạ. Bố xin, bà làm một chút nhé. Thôi, xin mời hai bố con. Mời con. Ăn đi các con. Mời đồng chí mẹ. Tâm ơi. Chị à? Đi đi. Đi. Đi đâu bây giờ này mày mới về? Đi ăn cái gì đi, tao không. Tao nói thật với mày, tao ăn no lắm rồi. Mà mày định không gì? Khao tháng lương đầu tiên. Được bao nhiêu mà đòi khao? 1,2 triệu. 1,2 triệu thôi á? Tao nói cho mày biết nhá, tổng thu nhập cả cái quán này của bọn mình hai đứa chia nhau cũng được mấy triệu rồi. Thì 1,2 triệu là mới khao, chứ 12 triệu quên đi. Đi đi. Thế bây giờ đi ăn gì nhỉ? Ăn phở cuốn này, nem chua rán này, bánh bao chiên quá, này. Quá, quá. Đi luôn mấy ông. Đi. Má muốn bảo hiểm luôn. Phương ơi, trông cửa hàng cho bọn chị nhé. Vâng ạ. Tí về bọn chị mua đồ cho. Vâng ạ, các chị yên tâm. Từ lúc mở quán này, ta và mày chẳng lúc nào được đi chơi với nhau nhở? Cũng tại mày ý, suốt ngày tí ta tí tởn cả anh Hiếm. Bỏ mình tao quá. Thì mày ở đấy cũng đúng đời theo kiểu riêng còn gì. Dám trốn tao, bán tỉnh anh Minh nhá. Bán cái gì? Anh Minh đã có yêu rồi. Với lại họ cũng sắp cưới nhau. Mày biết thế thì tốt. Tao chỉ thấy mày hợp với thầy Thắng thôi. Sau cuộc đi chơi ngày hôm nay, mày có công việc riêng của mày, tao cũng có công việc riêng của tao. Mỗi công đồng quán khác nhau, biết không? Thì có lẽ bọn mình cũng sẽ ít có cơ hội gặp nhau. Nhưng mà quán Boulevard thì vẫn còn nhá. Và thỉnh thoảng hai đứa sẽ có những buổi đi chơi như thế này, mày đồng ý không? Đương nhiên rồi, phải giữ con đấy chứ. Khi nào mệt còn có chỗ mà lui về. Cái con này, mẹ nói cứ như bà già. Này, tao hỏi thật nhá, mày đang yêu anh Minh đúng không? Anh sắp lấy vợ rồi. Thôi đi chị à, tôi còn lạ gì chị nữa. Tao nói thật mà. Anh ấy chỉ quý tao như em gái. Tất cả chỉ là vô vọng thôi.
Dạ, em mời hai anh uống nước ạ. Cảm ơn em. Giới thiệu với cậu, đây là Tâm, thư ký mới của anh. Còn đây là anh Quốc, phó của anh. Đợt vừa rồi anh Quốc vào trong Nam công tác nên em chưa gặp. Dạ, em chào anh ạ. Chào em. Em mời anh uống nước ạ. Cảm ơn em. Dạ, em xin phép ra ngoài. Em ra làm việc đi. Anh Tuyển, thư ký xinh đẹp thế mà không sợ bà chị nổi cơn tam bành à? Kệ chứ, vợ là vợ mà việc là việc. À, anh đã nắm tay trong của Interconception. Cậu tìm ngay cho anh một công ty thiết kế theo yêu cầu của anh. Bọn kiến trúc sư trẻ bây giờ nó khôn lắm. Hở ra là chúng nó cướp ngay. Mình phải hết sức thận trọng anh nhỉ. Anh cũng đang lo như thế. Để em nhờ ông anh bên sở kế hoạch thành phố xem sao. Tay này quan hệ rộng lắm. Cậu liên hệ đi, việc cấp đấy. Alo, anh à, em Quốc đây. À, chào cậu. Anh khỏe không? Tôi khỏe. Trưa nay anh em mình ngồi ăn trưa với nhau một lát nhé. Cũng được. Dạ, em cũng có việc cần trao đổi ạ. Gặp nhau ở đâu? Dạ thì vẫn ở quán mọi khi ạ. 11 giờ trưa anh nhé. Thôi được. Dạ, hẹn gặp anh. Em chào anh. Này, chỗ tin cậy đi chứ. Ông ta mà định tranh thầu thì không có chỗ cho anh em mình đâu. Cỡ đại đấy. May mà vụ này không trong tầm ngắm của ông ta. Thôi được, miễn là không chơi xấu và không qua mặt chúng ta là được. Em chào anh Quốc. À, xin chào Quốc. Dạ vâng, lâu quá không gặp. Được, cậu quên tôi rồi. Dạ em không dám. Em mời anh vào. Giới thiệu với anh, đây là anh giám đốc của em. Còn đây là anh Phúc ở sở kế hoạch thành phố. Chào cậu. Chào anh. Nghe ra anh đã lâu hôm nay mới được gặp. Thành kiến gì đâu, cậu quá khen. Mời anh ngồi. Em ơi. Dạ. Chào Jeremy. Vâng ạ. Ôi, cảm ơn. Dạ. Sao thế? Mình đang ăn kiêng, không muốn được rượu. À, các cậu cứ tự nhiên. Thế có việc gì? Các cậu cứ nói. Anh biết vụ Interconception tổ chức đấu thầu khu chung cư cao cấp. Có. Mình biết đấy. Thế các cậu đi thầu à? Vâng. Bọn em chuẩn bị đầy đủ rồi. Chỉ còn thiếu thiết kế. Như vậy là mình hiểu ý các cậu rồi. Em mời anh. Cảm ơn. Anh quen biết rộng, lại có chuyên môn cao, thẩm định chính xác. Vậy thì anh có thể tìm giúp chúng em một công ty kiến trúc có chuyên môn tốt và trung thực để làm đối tác liên kết được không? Có đấy. Nhưng tôi nói trước, đây là người nhà, các chú phải đảm bảo hợp tác trung thực đấy. Anh yên tâm, công ty Thiên Tinh của em phát triển làm ăn như thế nào chắc biết. Tôi biết. Tôi sẽ giới thiệu. Alo. Con chào bố. Chào con. Con đang ở đâu đấy? Dạ con đang ở công ty bố ạ. Có chuyện gì nào bố? Con đến ngay quán bar phố cũ nhé. Dạ. Có việc liên quan đến vụ thầu của con đấy. Đến ngay nhé. Dạ. Bố chờ đấy. Dạ vâng ạ, con đến ngay ạ. Chào con. Dạ, chào bố. Đối tác sẽ đến.